Ngài dạy về đạo không được sát sanh, khiến cho các chiến sĩ đều trở thành người tu hành. Họ muốn thể hiện chính nghĩa nhưng lại khiến cho họ luôn mang cảm giác tội lỗi. Không sai, nhưng không sát sinh chính là một dạng chuyển hóa. Bạo hành vĩnh viễn không thể dập tắt được bạo hành, nhưng mà tình thương có thể làm được điều này. Đây là quy luật tự nhiên. Ai ai cũng sợ hãi trước cái chết. Nếu ông nhận thức được người khác cũng có tư tưởng giống như vậy, thì lúc đó sẽ tự giác buông bỏ bạo lực thôi.